Tuyền Minh Xuân Xanh đúng không? Rồi xin chào tài khoản. Rồi, chủ nhà sinh năm 1975, nhà hướng Đông Bắc, làm bếp và phong thờ hướng nào là tốt nhất? Rồi, chị hãy comment số 1 đi ạ. Đối với chủ nhà sinh năm 1975 mà thuộc vào tuổi Ất Mão. Đối với tuổi Ất Mão ở đây mà làm nhà mà hướng Đông Bắc đúng không? Đông Bắc là cũng đẹp đấy. Nhưng mà ở đây thì cần phải để ý một chút, đó là đang bị hai cái sao tố tụng, tức là cái sao tố tụng thì cái tỷ lệ mà đây mình bị xảy ra kiện cáo hoặc tranh chấp rất là cao. Điều đầu tiên là phải ý nhé, sau chị nên hóa giải sớm. Ở đây mà chị làm bếp ấy, thì chị có thể là đặt bếp, đây là vị trí đặt tại cung phía nam đấy, hoặc cung đông nam và nhìn về hướng đông bắc hoặc là hướng tây bắc. Tôi nhắc lại một lần nữa nhé, chị có thể đặt bếp tại cung phía nam hoặc đông nam và nhìn hướng bếp là hướng lưng người đứng nấu, nhìn hướng bếp về hướng đông bắc hoặc là hướng tây bắc. Trong cái trường hợp như này thì nhà chị là sẽ đặt bếp. Đấy, chị Xuân Xanh đã hiểu chưa? Nếu hiểu thì comment chữ hiểu dưới bình luận nhé. Đấy, dạ em hiểu rồi. Khi mà hiểu là thì tôi rất là vui. Bản chất là chia sẻ anh chị phải hiểu đúng không? Chia sẻ anh chị phải hiểu mới vui được. Anh Phạm Dương Đồng, nam sinh năm 79 thì ban thờ để hướng nào phù hợp? Rồi, đối với nam thì mùi sinh năm 1979 thì anh có thể là tham khảo hướng nam này, hướng bắc, hướng đông. Hướng nam, hướng bắc và hướng đông là ba hướng thì rất là phù hợp với lại kê kê ban thờ. Trong cái trường hợp như này thì anh có thể tham khảo nha. Thầy nói em hiểu rõ rồi ạ, em đã mua cuốn sách xem hướng nhà của thầy rồi, rất là hiểu chuyên. Thực ra thì các cái câu hỏi của anh chị mà trong quá trình đọc sách mà chưa hiểu thì anh chị cứ lên live stream anh chị hỏi. Bản chất live stream là tương tác, bản chất live stream là hỏi đáp, và bản chất live stream là tôi sẽ gì ạ, trực tiếp ở trên live stream để hỗ trợ trực tiếp cho anh chị. Có thể bình thường anh chị nhắn ấy, thì là các bạn trợ lý của tôi hỗ trợ. Tôi thì thực ra công việc rất là bận, hay có nhiều lịch đi thực địa, cho nên là nhiều khi anh chị nhắn thì cũng cần có các bạn trợ lý, các bạn hỗ trợ thêm để giải đáp cho anh chị, cũng như là có thể là giải đáp anh chị các câu hỏi được nhanh, được nhanh. Các bạn trợ lý thì tất nhiên đã đào tạo chuyên môn rất là cơ bản rồi. Đấy, thì bình thường trên live stream mà có những câu hỏi gì mà anh chị chưa rõ thì anh chị cứ lên chị hỏi, thì tôi sẵn sàng trả lời những chia sẻ cho anh chị. Rồi tiếp theo anh Hùng Phạm Văn Hùng đó, chồng 77 vợ 80 nhà Tây Bắc, anh comment số 1 đi. Chồng năm 1977 ấy. Rồi, chồng sinh năm 77 mà nếu như ở cái nhà hướng Tây Bắc, hướng này là hướng Phúc Đức này, bàn thờ mà kê Phúc Đức này là rất là tốt về tài vận. À, và tài vận và gia đạo. Phúc Đức tức là ở đây thì gia đình rất là có trật tự nề nếp trên dưới. Con cái các cháu ở đây cũng rất là ngoan ngoãn và nghe lời ông bà. Khi mà cái bàn thờ hướng Phúc Đức. Tuy nhiên hiện nay đang có cái sao bại tuyệt thì nó là một trong những cái sao mà ảnh hưởng rất là nhiều về mặt kinh tế. Đấy, bại tuyệt là suy bại về kinh tế mà. Cho nên Hùng, Phạm Văn Hùng anh để trong trường hợp bên này nha. Sao bại tuyệt nên chồng 76 vợ 80 hướng nhà và bếp nào một thầy ơi, rồi comment đôi sống. Đối với chồng sinh năm 1976, vợ sinh năm 1980. Rồi, 76 ở đây thì nếu như mà chọn hướng nhà thì tôi sẽ tư vấn cho anh có thể là lựa chọn ở đây là lựa chọn hướng. Đấy, Tây Bắc là hay quý nhân dẫn trợ giúp. Ngoài ra thì có thể là chọn thêm một hướng nữa là Tây Nam. Tây Nam và Tây Bắc là hai hướng có thể tham khảo cho trường hợp như này nhé. Rồi, chị Nguyễn Thu Mai hỏi gì đây? Ban thờ nhà con bát hương mẹ con sắp vị trí giữa tâm ban thờ thì có được không? Rồi, thực ra thì trước khi giải đáp câu hỏi này tôi muốn chia sẻ một chút với anh chị. Trong gì ạ, việc bày trí ban thờ đúng không, thì nếu như mà thờ một bát hương ấy, tức là có nhà sẽ có thờ một và có nhà sẽ thờ ba bát hương đúng không anh chị. Đấy, thường nếu như thờ một bát hương là chúng ta thờ ai, chị biết không, thờ thần linh. Thần linh là thần linh canh cái mảnh đất, cái căn nhà anh chị đang ở đấy. Còn nếu như thờ ba bát hương thì sẽ có thêm bát hương thờ gia tiên, bát hương thờ bà cụ ông mãnh. Cho nên là nếu như mà mẹ của em mà sắp bát hương bày ở giữa tâm của ban thờ ấy, thì đó chính là bát hương thờ thần linh cai quản mảnh đất cũng như cái căn nhà đấy. Cho nên là trong trường hợp như này thì em nên để ý nha, đó là bát hương thờ thần linh đấy. Tài khoản thu biển đó, chủ nhà 74 đúng không ạ, 74 nhà Tây Bắc, nếu như nhà mình cần bạc thì đặt cho cô một con ngựa đá. 74 là tuổi dần, dần đúng không ạ, dần thân, đặt cho tôi một con ngựa đá tại thân đi. Đặt một con ngựa đá tại thân, mùi côn thân.
tức là đặt tại một con ngựa đá tại cung thân nha, cung thân tức là đặt tại cung tây nam của căn nhà này, tức là đặt một con ngựa đá tại cung tây nam của căn nhà nha. Trong cái trường hợp như này thì chị Thu Huyền nên để ý. Rồi chị Phạm Liên đâu, chồng 75 vợ 78 nhà hướng tây bắc. Rồi chị comment số 1 đi chị Liên. Chị Liên đâu rồi? Chồng 75 ất mão vợ 78 ngọ ngọ. Ất mão mà ở hướng nhà tây bắc thì điều gì sẽ xảy ra nếu như ở hướng nhà tây bắc ở hướng sinh khí này? Có sao vượng tài, phúc đức và bại tuyệt. Trong đó vượng tài là chủ quản, là rất là tốt về tài vận, và phúc đức là về gia đạo. Để, tuy nhiên hiện nay đang bị cái sao xấu là cái sao bại tuyệt, thì dẫn đến cái việc là kinh tế ở đây sẽ suy bại rất là nhiều. Đặc biệt là về kinh tế nó rất là dẫn đến những cái sự suy bại. Để, cho nên ở đây mình nên để ý nha. Nên để ý. Đặc biệt là cái thời điểm năm Thìn năm Tuất là xấu. Năm xấu là năm Thìn năm Tuất. Đấy, nên để ý. Rồi xin chào chị Phong Lan Phạm đâu ạ. Chồng 79 vợ 82 nhà hướng nam, comment cho tôi số 1. Chồng sinh năm 79 là thuộc vào tuổi Kỷ Mùi. Kỷ Mùi mà ở hướng nam thì kinh tế có thể là tốt, nhưng sức khỏe dứt khoát là rất là kém. Trong nhà này hay ốm lắm. Ốm lâu lắm. Ốm ở đây không phải ngày 1, ngày 2 mà hết bệnh đâu. Có thể là trong nhà mình thì lúc nào cũng người ốm lâu khỏi lắm. Đấy. Cho nên ở đây mình nên để ý trong cái trường hợp này. Nha. Nên để ý trong trường hợp như này. Nếu như ở cái nhà đó, kinh tế thì có đấy, nhưng mà sức khỏe thì ốm lắm. Nên để ý nhé. Rồi xin chào tài khoản Nguyễn Trọng Hảo đâu. Chồng 93 vợ 2000 xây nhà Tây Bắc 290 độ tốt không? Comment số 1 đi. Chồng 93 quý dậu. Quý dậu đúng không? Nếu như ở hướng tây bắc mà 290 độ. 290. 290 thì nó chưa đến hướng tây bắc đâu. Hướng này là có sao thân hôn, hoan lạc và bại tuyệt đấy. Trong đó được hai sao tốt là thân hôn và hoan lạc. Tuy nhiên ở đây đang bị cái sao xấu là cái sao bại tuyệt, dẫn đến những cái việc mà suy kém về mặt kinh tế rất là nhiều. Bại tuyệt là suy bại, là suy kém. Đặc biệt nó sẽ xấu nhất là vào thời điểm năm Thìn năm Tuất. Năm Thìn năm Tuất đây là xấu lắm. Cho nên trong trường hợp như này anh Nguyễn Trọng Hảo nên để ý nha. Đấy, nên để ý trong trường hợp như này. Đặc biệt là khi mà đang bị sao bại tuyệt chiếu nha. Đậu Nhật đâu ạ? 1990 115 độ đông nam ổn không? 90 là canh ngọ. Canh ngọ nếu như mà ở 115 độ đông nam thì chắc chắn ở đây cái tỷ lệ mà xảy ra tranh chấp kiện cáo cực kỳ cao. Anh đã bị kiện rồi chưa? Ở đây anh đã từng bị kiện chưa anh Nhật? Anh Đậu Nhật rồi. Ở đây cái tỷ lệ mà xảy ra những cái vấn đề về tranh chấp và kiện cáo cực kỳ cao, tôi nói luôn. Tranh chấp và kiện cáo cao lắm. Ở đây này, đấy, phải để ý nha. Đặc biệt hiện nay đang bị cái sao tố tụng. Năm Thìn hoặc năm Tuất, từ nay đến cuối năm anh nhìn thấy. Nếu như công việc của mình hiện nay mà đang làm liên quan đến giấy tờ pháp lý thì phải để ý đấy. Năm nay và năm tốt. Nên để ý nha. Ngoài ra ở đây thì nó ảnh hưởng rất là nhiều mặt sức khỏe của nhà mình. Mình nên lưu ý nhé. Nhà con hiện tại có đường xuyên thẳng vào rồi. Cái trường hợp nếu như mà nhà mình mà đường xuyên thẳng vào, điều đầu tiên ảnh hưởng vấn đề gì chị biết không? Ảnh hưởng vấn đề lớn nhất là về sức khỏe. Bởi bản chất là khi mà khí nó đi thẳng như này, nó tạo ra một cái luồng sát khí mà nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe. Về mặt kinh tế thì có thể thì tốt hoặc xấu. Đấy, nó sẽ tốt trong trường hợp nếu như nhà này đón được khí tốt thì sẽ tốt. Còn nên xấu trong trường hợp là nếu như nhà này đón khí xấu thì đã xấu lại càng xấu thêm. Tức là nó có hai khả năng. Chứ không phải là cứ đường đâm vào nhà là xấu. Nên chị lưu ý nha. Đấy, nhưng mà đặc biệt là về mặt sức khỏe, tôi đang khẳng định chắc chắn là người trong nhà sức khỏe rất kém. Rất là kém đấy. Cho nên trong cái trường hợp như này thì nếu như mà đây chị cần hỗ trợ tư vấn khắc phục thì có thể để lại thông tin điện thoại hoặc nhắn trực tiếp qua fanpage thì để các bạn trợ lý chuyên môn các bạn sẽ hỗ trợ tư vấn cho mình trong trường hợp như này nhá. Xin chào chị Thanh Tâm Nguyễn đâu ạ? Chồng sinh năm 83 mà nhà em hướng nam, chồng 83 Quý Hợi mà ở cái hướng nam ấy, thì rất khoát là người trong nhà này sống người cực kỳ khổ tâm, hay bế tắc trong suy nghĩ lắm, hay nghĩ quẩn lắm. Đấy. Hay nghĩ quẩn mà rất hay bị những cái suy nghĩ tiêu cực khi mình ở đây. Bởi vì nhà này đang bị sao tự ải chỗ. Tự ải là như thế nào? Tự là tự bản thân mình. Ải là chủ về những cái sự đau khổ. Tự mình làm cho bản thân mình ở đây bị đau khổ. Tự mình gây ra chứ không phải ai khác. Nếu như mà nhà chị ở đây, trong nhà chị có ai như vậy không? Chị Thanh Tâm ấy. Chị Thanh Tâm phản hồi cho tôi trực tiếp trên livestream xem có đúng là như vậy. Trong nhà mình hiện nay có ai bị như vậy?
tâm bản hồi nhé, bản hồi trực tiếp trên livestream nhé. Rồi xin chào đại hồng hương cao đó, 1982 nhà hướng tây, comment tôi số 1 đi ạ. 82 là nhâm tuất, nhâm tuất hướng tây một sao sự tiền hao hết. Tôi đã hỏi chắc chắn nhà này đây hao tiền cực kỳ nhiều. Nhâm tuất ở hướng tây là nằm trong hướng ngũ quỷ anh chị, làm sao mà giữ tiền được? Đúng hướng ngũ quỷ luôn, hao tiền nhiều lắm, hao rất nhiều. Này, mặc dù có sao tấn tài này, kinh tế có thể tốt nhưng mà hướng tây là rất là hao tiền, đặc biệt là người trong nhà rất hay ốm bệnh, khi mà bị hai cái sao là ôn hoặc là chữa bệnh, là người trong nhà hay ốm bệnh, rất hay ốm. Trong trường hợp như này phải để ý, nha. Nên để ý trong trường hợp này. Kinh tế gần như làm ra nhưng mà nó sẽ xảy ra rất là nhiều vấn đề, khiến ở đây là mình phải chi tiền và hao tiền nhiều. Nha. Mỹ Hà đó, 1981 nhà hướng bắc, comment số 1 đi. 1981 Tân Dậu nhà hướng bắc. Tân Dậu hướng bắc nếu như ở chính bắc ở đây thì rất là dễ liên quan đến vấn đề về đào hoa. Bởi vì chính bắc ở đây đang có một cái sao cực kỳ xấu, đó là cái sao xương dâm. Xương dâm là một trong những sao rất là xấu. Rất là xấu, cho nên ở đây mình nên để ý. Nên để ý đang bị cái sao xương dâm chiếu cửa. Xương dâm là gần như là nó rất là liên quan đến cái mối quan hệ ngoài luôn, mối quan hệ bên ngoài. Ở đây này, cho nên mình nên để ý nha. Nam 73 hướng đông, rồi anh Vương T Nguyễn ông comment số 1 đi. Đối với nam chủ nhà sinh năm 1973 mà nếu như ở hướng đông, hướng này là rất là tốt về đất đai. Ở đây là có hai cái sao là Vượng Tân và Tấn Điền đấy, cho nên là ở đây anh có thể có thêm, mua thêm, gia tăng thêm, được cho thêm về mặt đất đai điền sản. Anh cứ nghiệm đi nha. Đấy, đất đai là từ khi ở đây thì sẽ có cái sự cơi nới. Tuy nhiên ở đây có cái sao khúc khấp ấy, cho nên là người trong nhà mình ở đây là rất là hay ốm vặt. Đấy, hay ốm vặt là hay bị những cái bệnh rất là lạ vặt. Khi mình ở đây, bệnh nhiều khi như bệnh chẳng gỡ, thi thoảng lại bị. Cho nên ở đây thì mình nên để ý nhé.